Sáng nay, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 do Đại tá Đoàn Quang Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia làm trưởng đoàn, đã vào kiểm tra công tác thực hiện đề án 1237 và đề án 150 liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong 2 năm 2018-2019 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong 2 năm 2018-2019, đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai và cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị đã triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ và thống nhất. Đã rà soát xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 59.910 trên 60.892 liệt sĩ, trong đó nhận kết quả rà soát thông tin từ các địa phương là 1.500 trường hợp. Công tác tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực và từng bước hướng trọng tâm công tác tìm kiếm quy tập vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng chiến khu cách mạng. Kết luận tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các cấp, các ngành của Đồng Nai đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định và đạt kết quả tốt đối với công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Song bên cạnh đó, đoàn cũng chỉ ra một số điểm còn hạn chế và yêu cầu Ban Chỉ đạo 515, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới, tiếp tục rà soát, xác minh các thông tin về liệt sĩ một cách chặt chẽ, chính xác, đặc biệt là cần phối hợp với ban công tác đặc biệt của tỉnh bạn để tổ chức tìm kiếm các liệt sĩ hy sinh trên địa bàn nước bạn đạt kết quả cao nhất.